Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người đến với kênh Quán Ô Tô Huy Trung. Bên em chuyên mua bán trao đổi các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nha anh em. Hôm nay thì bên em vừa về một mẫu xe Mitsubishi Jolly nha anh em. Con này thì được sản xuất năm 2000, xe thì rất là đẹp. Đấy, chủ đi giữ gìn rất là kỹ luôn. Đấy. Anh em nhìn cái nước sơn này. Sơn xi là bóng không một vết xước nha anh em hãy. Camay bóng không một vết xước nào hết này. Anh em nhìn sơn xi này. Đấy, rất là đẹp luôn. Nói chung là anh chủ này đi giữ gìn rất là kỹ. Anh em nhìn cầm đèn này. Đèn là đèn thủy tinh nha anh em hãy. Không có bao giờ vàng, không bao giờ ố vàng nha anh em hãy. Đẹp không? Anh em nhìn này, từng chi tiết rất là sắc nét nha anh em. Xe này được dọn rất là kỹ càng. Bởi vì người ta dọn người ta đi anh em, hay là dọn rất là kỹ. Đấy. Anh em nhìn này, đấy. Sơn xe bên ngoài anh thấy bóng như gương luôn. Đó. Đồ chơi bên trong cũng có mâm lên mâm đúc rồi này, màn hình Android rồi, có cam lùi, cam hành trình đầy đủ tất cả mọi thứ nha anh em. Sơn xe bên ngoài bóng bẩy cực kỳ luôn. Anh em nhìn này, sơn xe là rất là đẹp nha. Gầm bệ bên trong, gầm bệ không có một tí mục luôn. Gầm bệ cực kỳ đẹp, xe nói chung giữ gìn rất là kỹ. Chủ hầu như là giữ gìn rất là kỹ, cực kỳ là kỹ luôn. Nên là anh em mua về đi con này rất là sướng, không có gì phải chê hết nha anh em. Không có gì phải chê hết. Đấy, Mitsubishi Jolly nha anh em thấy. Con này là 2000, động cơ chế hòa khí nha anh em, nguyên zin. Đấy, chạy cũng rất là lợi xăng. Anh em mình sơn xi này. Đẹp không? Rất chi là đẹp luôn nha anh em. Đấy, anh ơi gặp cái màn hình giữa này đi. Đấy. Anh em nhìn này. Xe lên màn hình Android rồi, nội thất bên trong rất là sạch sẽ, sạch đẹp. Những cái tay nắm cửa này nè, đây cũng được thay mới lại này hả. Đấy, chứ cái cũ của nó sẽ tróc với cái chrome ra rồi, anh cũng thay mới hết rồi. Tem này cũng dán lại rồi, rất là đẹp luôn. Dọn là hầu như là nguyên con, lột hết ra nguyên con dọn lại nha anh em. Đây là xe rất là đẹp, em mua của chủ chính chủ luôn. Chính chủ nha anh em mua của chính chủ. 8 tháng 12 năm 2021. Em mua của chính chủ này là rút hồ sơ hoặc công chứng là dễ dàng. Biển 92 Quảng Nam nha anh em. Sơn xi là sơn một màu, đều màu hết, không có vụ sơn lại nha anh em ấy. Sơn là đều một màu hết. Đèn pha thủy tinh này rất là sáng này anh em thấy không? Phần tông dưới này anh em nhìn này, đấy, những cái đường chỉ nó khít này anh em thấy không? Đây là xe cỏ thôi nhưng mà người ta làm những cái chi tiết này nó rất là sắc nét, anh em nhìn cái chi tiết này, những cái chi tiết này nó sắc rất là sắc nét, đấy, làm rất là đẹp. Dọn cũng phải có tâm thì nó mới đẹp nha anh em. Đấy, mà ca lăng anh em nhìn này, nó không có, tuy là xe cũ thôi nhưng mà nó không có lôm nhôm nha anh em. Con này thì hôm nay bên em bán mức giá thì chỉ có 92 triệu thôi, đấy, 92 triệu bao vận chuyển cho anh em toàn quốc nha. Bên em bao vận chuyển là bao vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội thôi. Còn những anh em cánh dưới miền Tây hoặc là cánh kia thì phải thêm phí cho em nha. Bởi vì em giao đến thành phố Hồ Chí Minh nó đã 4 triệu của em rồi. Còn giao xuống cánh miền Tây nó phải trung chuyển xuống. Khi mà trung chuyển xuống như vậy nó sẽ mất tiền xe trung chuyển của em rất là nhiều. Nên là em chỉ bao vận chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đấy, còn những anh em mà ở cánh miền Tây thì có thể phụ thêm phí cho vận chuyển cho em. Không bao nhiêu hết á. Tầm 1,5 triệu, 2 triệu là người ta vận chuyển từ Sài Gòn xuống cánh miền Tây rồi. Những anh em cánh miền Tây mua thì thông cảm cho em một tí, của biển nó xa quá, cái tiền vận chuyển nó cao. Đấy. Đấy, nội thất bên trong đây anh em, nội thất bên trong đây, 4 tổng lưng hạ kính này. Đấy, rất là đẹp, tapi, tablo rất là đẹp nha anh em. Anh em nhìn lề cửa chỉ điểm này. Đấy. Còn nét căng thế nha anh em, đây 2000 thôi. Đã dán roan lại rồi, đấy, chỉ trong đây còn nguyên này. Đấy. Chỉ là dán roan lại thôi, dán roan lại cho đóng cửa nó êm hơn nha anh em. Jolly thì con nào con nấy đóng cửa cạch cạch nhưng mà con này đóng rất êm. Đấy, đóng êm ru. Bởi vì anh thay cái lề cửa này, đấy, lề cửa mới đó, thay mới rồi nha. Lề cửa này thay mới nha, có cái xu này, đóng cho nó êm nha anh em. Chứ mà lề cửa của anh em làm bị Jolly anh em biết, lề cửa Jolly đóng kêu với nó cạch 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 nghe rất là không mất thẩm mỹ nha anh em, nghe rất là chói tai. Này anh chủ đã thay lại rồi, nên là đóng rất êm luôn. Anh em nghe, êm ru. Vô lăng này, vô lăng này. Úp carbon, dán carbon vô rất là đẹp nha anh em. Anh em thấy không? Vô lăng rất đẹp nha. Dán carbon vô rất là đẹp rồi. Nội thất bên trong này cũng được dọn rất là tỉ mỉ. Lề cửa anh em nhìn bên trong này, dọn rất là sạch sẽ luôn. Em về thì em chỉ cần dọn rửa vệ sinh thôi. Nội thất thì hai màu, màu trên là màu xám với màu giữa là màu kem nha anh em. Rất là đẹp luôn. Nội thất anh em có thể nhìn đây, rất đẹp. Đẹp sạch sẽ hết nha anh em. Tuy là con xe cỏ thôi, 92 triệu thôi nhưng mà rất là hợp lý luôn. Bao vận chuyển cho anh em toàn quốc, còn hồ sơ anh em rút thì thêm phí nha. Đấy. Rất đẹp nha anh em. Đấy. Xe cỏ thôi nhưng mà dọn tỉ mỉ, dọn có tâm một tí là nó nét xe cực kỳ luôn. Ở đây màn hình Android rồi. Đấy. Số này.
Đấy, vô lăng rất là đẹp luôn. Vô lăng rất chi là đẹp nha em. Có cam lùi, cam hành trình đầy đủ hết nha em. Cam lùi này rất là rõ nét nè, rõ nét cực kỳ luôn. Cam hành trình, âm thanh loa đài thì nghe rất là hay. Âm thanh rất là hay nha em. Anh dấu tình này, anh mang tình này để lên trên quê anh. Âm thanh rất là hay nha em, âm thanh hay hết. Em mở nhạc tí cho em nghe thôi. Có camera hành trình này đầy đủ hết này, camera hành trình này anh em thấy không, trước này đấy, tay em này đấy, camera hành trình này đầy đủ hết, có thiết bị dẫn đường luôn, định vị DVD luôn, dẫn đường Navi này, Navitel này đấy, dẫn đường này đầy đủ hết nha em, không có thiếu cái gì hết á. Nhạc này, bấm một phần nhạc nữa. Nhìn thấy nhạc không? Bấm to lên nè. Nhạc đầy đủ hết nha em, đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết nha em. Đấy, nói chung là đầy đủ hết. Trong nhạc đầy đủ có hết nha em. Nói chung màn hình Android thì nó tích hợp đầy đủ mọi thứ trong đây hết. Đấy, mở cửa đèn sáng này, em thấy không? Mở cửa đèn sáng, có cả cái đầu điện mở cửa đèn sáng này, đóng cửa đèn tắt này, anh em thấy không, đèn tắt rồi, có bọc trần da 5D rồi, rất là mới luôn, đầu lạnh sâu vẫn hoạt động tốt thế này. Đấy, bọc da 5D rồi, nổ máy nha anh em, máy nhích cái là nổ thôi, rất là dễ nổ. Đấy, âm thanh loa đài nghe rất là hay, anh em mua về giữ về sử dụng đi ngay thôi. Ương kính chính điện đây hoạt động tốt hết nha anh em. Ương kính chính điện hoạt động hầu như là tốt 100% hết. Đấy, ương kính chính điện này hoạt động ok hết nha anh em. Sau cũng vậy, gương kính anh em nhìn này. Đấy, sau này thì nó hơi đứt tí. Đấy, hơi đứt tí thôi, mà không sao nha em, vẫn lên bình thường, hơi đứt tí thôi, xe cỏ thì nó vậy thôi, em vừa rửa nữa, lát em sẽ cho thợ nó bôi mỡ một tí vào cho nó nhẹ hơn tí thôi. Đấy, trần 5D sạch sẽ lắm, nói chung xe người ta giữ gìn có thảm tắp đôi rồi này, mọc lên cho sạch sẽ hơn rồi này. Đấy, điều hòa máy lạnh đầy đủ. Đèn đồng hồ có luôn này, anh em thấy không, đèn đồng hồ có luôn này, đèn đồng hồ có luôn này. Đấy, đầy đủ hết. Cuốn số thì thay lại rồi, vẫn còn cuốn số zin ở trong hộp này nha anh em. Cuốn số zin hình như còn cùng đây. Cuốn số này thay lại cho nó thẩm mỹ hơn, cho đẹp hơn. Số con số rất là nhẹ nhàng. Đấy, con số rất là nhẹ nhàng. Đầy đủ hết. Âm thanh loa đài có bệ tì tay rồi này. Tem bệ tì tay rồi, bệ tì tay hai ngăn. Để đồ hoạt động tốt hết nha anh em. Nội thất vào trong đây có đèn led này, đèn led chỉnh màu này. Anh em thích chỉnh màu đỏ nha. Cái màu đỏ này, đấy, màu xanh này, đấy, đổi màu này, đấy, đổi màu anh em thấy không, đầy đủ hết đó. Thất bên trong đây cũng rất là sạch sẽ, vô lăng đẹp hết nha anh em. Có 82 triệu thôi, 7 chỗ nữa nha, 8 chỗ vô ly, 7 chỗ, 8 chỗ này chạy rộng rãi, thoải mái lắm. Anh em mua về chỉ có việc cờ sử dụng đi ngay thôi. Thất bên trong máy móc thì nổ rất êm, đấy, anh em nhìn này. Con xe cỏ nào mà dọn chất như thế này không? Không có đâu, bởi vì người ta đi á, người ta đầu tư á, cái nhà người ta giữ gìn nó rất kỹ, nó vậy thôi. Chứ nhiều xe người thợ người ta mua về người ta để lại người ta bán, người ta không có dọn đâu anh em mà. Hiếm lắm mới mua được cái xe mà người để người dân người ta đi người ta sử dụng ấy, nên người ta bỏ đồ chơi vô là người ta không có tiếc nha. Đấy, ai cũng vậy thôi. Đấy, hai dàn điều hòa nha anh em, 8 chỗ ngồi, hai dàn điều hòa rất rộng rãi, giá lại có 92 triệu thôi. Đấy, có cái đầu DVD này, cái màn hình đằng sau này đó, màn hình đằng sau này. Đấy, vẫn còn xài tốt nha anh em. Đấy, vẫn còn xài tốt hết, bấm một cái là nó lên. Đấy, vẫn còn hoạt động xài tốt hết nha em. Này là bấm qua cái bên đây nè, bấm qua cái AV1 ấy, là nó qua cái màn hình Android, nó lên màn hình Android luôn. Tóc bi cũng còn rất là đẹp anh em thấy không. Đấy, rất chi là đẹp luôn, quá xuất sắc. Hàng ghế sau cũng còn rất là rộng rãi anh em, nhìn rộng rãi lắm nha. Đấy, ngồi không có chật đâu, tắp bi, tắp lô, nội thất trong dọn sạch sẽ hết đấy, nội thất này có đèn đầy đủ nha anh em nhìn lề cửa này. Đấy, ai nói cái xe này có 92 triệu không, sơn xi quá đẹp luôn. Sơn này anh này anh sơn tiền sơn không là gần 20 triệu nha anh em, gần 20 triệu tiền sơn nha, lột hết là sơn nguyên con luôn. Đấy, mới vừa sơn lại cách đây tầm mấy tháng thôi,
lề cửa rồi đây, rất chi là đẹp luôn anh em, rất đẹp ha. Đấy, có tem phản quang mở cửa này, đốt mâm đúc này rất là đẹp, mâm đúc sơn si, cột kèo sơn si trong đây còn nguyên, chưa có tí một mọn anh em. Sau đây có ca cam lùi đầy đủ hết, vị 92 Quảng Nam, 92 Quảng Nam. Anh em nhìn này, cột kèo vẫn còn nguyên thế này, chưa có hiện tượng gọi là đâm đụng hay ngập nước nha nè, chưa có đâm đụng ngập nước gì. Anh em nhìn nó sườn xi đẹp không, quá xuất sắc luôn. Máy móc thì nổ rất êm nha nè, máy móc nổ rất êm. Xe này em mua ở Núi Thành, chạy về Đài Lộc thì nó tầm khoảng 70 cây, hơn 70 cây nha nè, chạy rất là ngọt ngào. Em cho tài xế chạy về rất là ngọt ngào hết đấy, lề cửa đẹp đẹp hết nha anh em, chạy về rất là sướng nha anh em. Máy chế hoạt khí nhưng mà chạy bốc hơn cả phun xăng đấy, nhiều khi chạy cũng bốc hơn cả phun xăng đấy. Anh em thấy không, đẹp chưa, nhìn cái trần người ta bọc này rất là thẩm mỹ luôn, làm là phải như vậy, phải có tâm như vậy thì nó mới đẹp xe được. Rồi đóng xuống giùm em cái nè, lên dặm stop đi anh em, nhìn stop này, đèn đầy đủ nha, có cái đèn stop ngay chỗ này này, đầy đủ hết đấy, stop đầy đủ hết rồi, bật đèn lên đấy, dặm stop rồi, xin nhanh đầy đủ hết nha anh em, không thiếu cái gì hết. Bên kia không thiếu cái gì hết, nói chung đầy, có đèn dê, dê có coi đập côn đập dê đi đấy, dê có đèn led luôn nha anh em, đầy đủ hết. Thôi rồi anh, ok đó, cầm khỏe đây, bước sư cua nó dưới đây nha anh em, bước sư cua nó dưới đây nha anh em, gầm về đi, không có tiếng mục nha. Đấy, gầm này rất đẹp luôn. Ở chỉ có đấy vết sơ sơ thôi. Đây. Không mua đây, không mua ra nước lạnh, nhỏ nước lạnh luôn mà. Miếng mục này nha anh em, thấy gầm về quay rất kỹ luôn. Xe cỏ mà em quay kỹ mà anh em thấy, không có vết đâm đụng ngập nước nha anh. Gầm chỉ nó chỉ hơi rét rét thôi. Đấy. Rất là đẹp. 92 triệu nha anh em, rất hợp lý luôn. Bao phần chỉ cho anh em. Cua lốp ở đây không có tí mục mọt này, lốp lá thì còn dày cua nha anh em, lốp lá còn 70-80%. Cửa đây đó, thức bên trong đây, mở cửa là đèn nó sáng này, bốn cái đều như nhau hết nha anh em. Nói chung là chức năng theo xe thì anh chủ đã sửa hết rồi, sửa hết cho nó hoạt động tốt hết, không có gì mà phải lăn tăn hết, không có vấn đề gì mà hư hết nha anh em. Xe nói chung dọn rất kỹ, kiểm tra rất kỹ rồi. Anh em về là đổ xăng và chạy, không phải làm gì thêm nha anh em. Anh em nhìn nè, đấy, ngay cái lề cửa mà sơn rất là đẹp luôn. Chất không anh em, có chín mấy triệu thôi. Lề cửa thay mới toàn bộ này, mấy cái lề thay này, thay mới là nó có cái cao su ở đây này, nên là khi đóng nó rất là êm, êm cực kỳ luôn. Đóng này rất êm nha anh em, cửa êm lắm. Thất phía trước đây cũng rất là sạch sẽ. Màn hình này có thể xoay được, xoay đi, xoay được nè. Màn hình đầy đủ hết, âm thanh loa đà đầy đủ hết nha, màn hình Android rồi. Đấy, nó thức rất là sạch sẽ, sạch đẹp nha. Đấy, này nè, thức đẹp hết nha anh em. Hộp để đồ rồi đây, hộp để đồ đây. Đấy, đầy đủ hết nè, xe rất đẹp luôn, không thiếu một thứ gì hết nha anh em. Đấy, anh em nhìn từ ngóc ngách nè, mở máy giùm em nha. Lề cửa nè anh em, cái lề cửa đây đẹp hết nha. Nói chung xe là dọn rất là kỹ, anh em mua về là đổ xăng chạy thôi, không phải làm bất cứ cái gì thêm nha anh em. Lề cửa đây quá đẹp, xe cỏ mà dọn như thế này thì quá là chất, không có gì phải chê đấy anh em. Lề cửa mới ken đấy, đóng em ru Mitsubishi Jolly nha anh em, 2000, sản xuất năm 2000, động cơ 2.0 chế hòa khí nhá. Đấy, gương kính chính điện hoạt động tốt này, bấm chính điện hoạt động tốt này, rất là ok luôn. 2.0, 92 triệu. Đấy, đấy, gắn cái led hồng này rất là đẹp, led màu xanh nha anh em, rất đẹp luôn. Mà máy đi anh em, mình mua về là chỉ có việc sử dụng đi ngay thôi. Máy móc nổ rất là êm nha, máy móc nổ êm ru à, rồi đầy đủ hết nha anh em, máy móc nổ rất êm. Cột kèo phía trước đây còn nguyên nè, chế hòa khí nha em, máy móc nổi em đu à, chạy bốc lắm. 20 năm mở cái hộp cầu chì nó còn, hộp cầu chì phải chi nó mở ở dưới ấy, thì nó còn em không nói, nó ở trên đây
ở trên đây thường thường mình lau chùi hay là những cái tác nhân bên ngoài oxy hóa này nọ nó phải tróc đúng không? Nhưng mà anh em thấy nó còn rõ không? Chứng tỏ là xe người ta đi người ta giữ kỹ nó mới thế này. Chứ mà người ta giữ không kỹ, em bảo đảm anh em là nó đang vùi lùi luôn, nó mất tiêu hết ký hiệu này rồi. Ký hiệu này nó mở dưới á, thì em không nói, nhưng mà nó ở trên á, nó mới đặc biệt. Nó ở trên thì thường thường cái tác nhân nó tác động tới nó nhiều hơn là ở dưới nha. Đấy. Nhưng mà nó vẫn còn là anh em biết xe người ta giữ kỹ rồi, chỉ cần nhìn cái đó thôi là mua xe thôi. Em này. Chỉ cần nhìn cái đó thôi là mua thôi, chứ không có nói gì hết. Đấy, bởi vì nhìn cái xe là mình biết người ta giữ kỹ hay là không. Người ta có chăm chút cái xe hay là không. Xe nát mà thị trường đầy, em nói thật với anh em rất là đầy. Giá rẻ hơn con này nhiều khi nửa chiếc luôn. Đấy, nhiều khi có vài chục triệu thôi, rẻ lắm. Nhưng mà xe nát. Nát thì mình mua là mình dọn nó rất là mất công. Thứ nhất mất công, mất thời gian, mất tiền bạc, suy nghĩ nhức đầu nhức óc. Em nói thật. Đấy, những con xe mà nó đẹp như thế này là mình mua về mình đi nó yên tâm hơn nha. Nó giá lại nó cũng rất là hợp lý, em bán rất là hợp lý theo giá thị trường thôi. Đấy. Anh em nhìn cái chất xe mà anh em định giá con xe. Cái tầm này thì nhìn chất xe thôi. Chứ mình không có quan trọng giá cả hay là đời nữa, em nói thật. Đấy. Đầu đều đủ này. Anh em thấy trần phò làm rất là đẹp rồi, cam hành trình đầy đủ hết này. Đèn led đâu có rồi, con số rất là nhẹ nhàng. Anh em mua về là chỉ có việc bên em cam kết là chỉ có việc đi thôi. Còn xe thì bên em bao cam kết không đông đụng ngập nước nha. Những con xe như thế này đi về nội thất sạch sẽ rồi, ngoại thất nội thất rất là sạch sẽ, về là chỉ có việc đổ xăng và chạy thôi. Cửa nẻo đóng rất là êm, nội thất rất là sạch sẽ, ghế da bọc lại rất là mới, trần phào đầy đủ hết. Mở cửa lên nó sáng đen anh em nhá, đóng cửa đèn nó tắt thấy chưa, ngay chỗ này này. Đấy, Soli 2000 anh em thấy rất là đẹp luôn. Sơn xi bên ngoài chắc chắn anh em về không phải sơn gì hết, bởi vì sơn rất bóng rồi. Có ca mây này anh em nhìn kỹ rỉ, đấy ca mây này anh em thấy không? Rất bóng, rất đẹp. Anh em về chỉ đổ xăng và đi thôi, không làm gì thêm nha. Đấy. 92 triệu thôi, bao vận chuyển cho anh em toàn quốc. Anh em đâu cần alo em, số điện thoại 0905 356663 0935146262. Những con xe này thế này mua về thì đi rất là yên tâm cho anh em. Đấy, bởi vì chủ cũ người ta làm hết rồi. Mình về mình chỉ có đi thôi. Đấy, mua được một con xe đẹp nó khó lắm anh em ạ. À. Còn xe mua về dọn thì nhiều lắm, đầy ngoài thị trường Hà Nội, Sài Gòn rất là nhiều. Các tỉnh rất là nhiều, người ta bán đầy à. Nhưng mà đa số thì xe nó nát hết rồi. Đấy. Anh em đâu cần, alo em 0905 356663 0935 146262. Xem xe tại Quảng Nam nha anh em. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.